Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh YouTube của tôi. Đến với cái video hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu và test cho anh em một cái máy đánh bài rất là đẳng cấp. Anh em có thể xem qua và mình sẽ có cảm nhận về cái dòng máy đánh bài đẳng cấp như thế nào ha. Đây, trên tay tôi đang cầm đây là cái con máy đánh bài CVK 680. CVK 680 nha anh em, đúng CVK 680. Đó. Là một trong những con máy đánh bài cao cấp nhất của cái hãng CVK trong năm 2020 này, và là cũng là con máy đánh bài cao cấp nhất trên thị trường luôn. Đó. Nó cao cấp ở đây là không phải là về nó thể hiện, ví dụ như đơn giản, ví dụ như là anh em dùng điện thoại á, thì những cái con máy đời sau á, thì nó sẽ tốt hơn những con đời trước đúng không? Nhưng mà anh em mua thị trường dòng máy đánh bài á, thì anh em nên là biết qua là con máy nào nó ok và nó hợp đẳng cấp. Không phải là mới nhất là nó đẳng cấp nhất ha. À, ví dụ như đây, ví dụ như là những con máy nhất, ví dụ như là CVK 900 Smart kia kìa, đây. Hay là những cái con máy đánh bài iPhone 11, iPhone 11 Pro, những con đó thì ra sau, nhưng mà không thể nào qua cái con máy đánh bài này được nha anh em. Đó, giờ tôi test thử cho anh em xem này, tại sao tôi nói như vậy. Một con máy đánh bài á, thì anh em thứ nhất là anh em nên kiểm tra, nên là quan tâm nhất là cái tốc độ và cái phạm vi quét bài của nó có rộng hay không, nó có phù hợp chỗ nó chơi không, cái đó là rất là quan trọng. Tiếp theo thì em mới là coi tới cái kiểu dáng của nó. Đó là hai cái điều rất là quan trọng khi mà anh em mua con máy đánh bài. Và hơn nữa thì anh em bỏ ra một số tiền mua máy đánh bài thì tôi khuyên anh em là nên kiểm tra cái uy tín chỗ cái đại lý anh em mua như thế nào nha. Hàng hóa có đảm bảo hay không, có chế độ bảo hành hậu mãi tốt hay không ha. Và anh em nên, nếu mà là mua con máy đánh bài là nên kiểm tra và ghé ghé qua trực tiếp cái cơ sở để thử, hạn chế tình trạng gửi hàng qua bưu điện nha anh em. Dạo này lừa đảo rất là nhiều. Đó, anh em mua máy á, đỏ ra một số tiền cũng mười mấy triệu đâu biết đâu, thì anh em cứ lên trực tiếp với cơ sở để test hàng cho nó dễ ha, chứ hạn chế tình trạng gửi hàng qua bưu điện. Bưu điện giờ tráo hàng lừa đảo rất là nhiều nha. Đây, nói như vậy thôi. Giờ tôi sẽ test cho anh em xem con máy này. Dòng máy đánh bài CVK 680 này, thiết kế vẫn là trên cái con iPhone 8 Plus, cũng giống như là con máy đánh bài CVK 700 và 600 vậy thôi. Ha, ba con máy này cũng né giống nhau. Nè, nhưng mà cái chức năng ở bên trong này, giờ tôi test cho anh em xem nha. Đó, CVK 680 nha anh em, đúng đúng máy ha. Này, dòng máy này thì rất là ok và đẳng cấp. Đó. Cảm ứng rất là mượt mà nha. Hỗ trợ cũng rất là nhiều trò, tha hồ mà lựa chọn luôn. Đó, nó chạy phần mềm của CPK nên đó là cái giao diện nó cũng giống giống với cái con kia thôi à. Nhưng mà là cái camera quét này là nó rộng hơn và nó dài hơn nha, rộng và xa hơn. Đây, test thử cho anh em xem. Cái điều quan trọng khi anh em mua cái máy đánh bài là anh em là nên kiểm tra cái độ rộng của camera, nó có phù hợp với nó chơi không ha. Còn cái dòng máy đánh bài máy nào cũng vậy thôi, lập trình sẵn là anh em phải dùng bài mã vạch thì mới chơi được, chứ anh em mình có lấy bài chợ và mình kêu máy nó không đọc là bậy nha. Cái đó anh em là nên là đó, máy nó chơi mà đọc bài bài bạc thôi, chứ không phải lấy bài chợ vào mà chơi nha. Nói luôn cho anh em. Tại vì thử cho cái anh em cái góc bài này. Góc bài nó rộng lắm. À, đây ví dụ tôi để này đi. Này cái đây. Đây thử lại cho anh em ha. Bây giờ tôi chỉnh lại cho nó to to tí cho anh em dễ nghe. Khi nào anh em mua máy thì cứ ghé qua trực tiếp với cơ sở thì tôi sẽ thử và hướng dẫn cho anh em dùng từ 5 đến 10 phút có thể đã biết rồi, rất là dễ dàng thôi, giao diện bị tiếng Việt hết mà ha, rất là dễ dùng. Đây giờ sẽ thử cho anh em cái tốc độ của cái máy này và cái phạm vi đọc bài nha. Đây đi, tại vì tôi đang canh cái vùng đọc của nó nên nó hơi mất thời gian một tí ha. Đây giờ bên này trước đi. À, để đây là cái đúng không? Đó, để cái đó, là trong cái vùng này là để chỗ nào nó cũng báo hết nha anh em. Cái dòng máy này nó rất là rộng và xa. Nó xem nhất là cỡ đây là hết rồi đúng không? Hết rồi này. Đó là cỡ đây đó, thì trong cái phạm vi đây á, là đây ví dụ đây cỡ cả được 2 gang tay là máy nó đọc hết nha anh em. Ủa cái này không thấy cái kia hả? Này
Đó, ở trong cái vùng này là anh đọc hết này. À, tôi chưa cài game nên nó hay bị out ra thôi. Còn mình cài game rồi thì không cần thiết đâu nha. Này. Anh cần để bài xuống là đọc, để bài xuống là đọc à. Để trong cái phạm vi đó thì nó đọc liền, đúng không? Này để xuống này. Rồi để đây này. Để thoải mái luôn, cái dòng máy này chơi rất là đẳng cấp. Dòng máy nó bài CVK 680 nha anh em. Nào. CVK 680. Ủa, rồi đây. Đó. Rồi, đúng không rồi đó. Để xuống là báo, để xuống là báo đi thôi. Nó chạy đâu được hết nè. Ha. Đó đây. Nên nó là anh em chơi sẽ rất là dễ dàng. À, các bài ra đó đi. Bài thì anh em có thể để xòe, bài có thể để xòe để xé vào bên đá bình thường ha. Nè, các bài ra đá liền ha. Để xuống các liền là bán này ha. Rất là nhanh, thao tác rất là nhanh. Và hơn nữa cái dòng máy này có được nâng cấp với phần camera của nó. Dòng máy nó là CVK 680 này được nâng cấp với phần camera là nên cầm vào tay đá luôn, cầm bàn tay đá luôn này, rất là nhanh nè. Đó, chỉ có những dòng máy đánh bài cao cấp mới có cái này ha. Đó, rất là ok. Đó. Với cái chức năng này thì những anh em nào mà chơi trên bề mặt gồ ghề hay chơi trên nệm gì đó là nó sẽ hỗ trợ cho em chơi rất là hiệu quả nha. Đó. Còn rồi, đó anh cầm bài tay đá liền mà. Đá là một chuyện đúng không? Có được giờ được chia có độ chuẩn xác của nó hay không nè. Điều là máy báo từ thứ hai sẽ lớn nhất này. Cái phần này á thì máy được lập trình sẵn rồi. Máy nó báo là chia chắc chắn đúng chứ không sai đâu được hết nha anh em. Được lập trình sẵn mà. Đó, báo rất ok ha. Trước khi chia mình đã biết rồi. Và hơn nữa cái dòng máy này có nhiều chế độ chơi hay đó cho anh em áp dụng vô sân chơi nha. Ví dụ như anh em chơi bài bài cào đi, ví dụ là anh em có thể bán cái hay bỏ lá được thì rất là đơn giản rồi. Còn những anh em nào mà không cho bán cái, không cho bỏ lá thì mình vẫn chơi được bằng cách là chế độ báo lời lỗ. Có nghĩa là trước khi chia mình đã biết mình lời hay lỗ rồi nè, là mình có thể mình biết đường mình chơi nè. Ví dụ như mình thấy lỗ mình bỏ, mình kính lại ha. Rất đơn giản thôi. Này thử này, để xuống này, các bài này. Các bài đây này. À, mình biết chắc chắn là mình lỗ cái này nè. Chỉ bình thường không bán cái luôn. À, 3 2 1 4 này là mình chỉ có hơn nhà thứ 4 thôi, không có hơn nhà nào hết. Hai nhà kia mình thua ha. Đúng không? Ở một nhà mình thua hai nhà này. Đúng không? Đã rất ok. Ừ, nào. Còn ví dụ trong quá trình mình chơi á, có người ra người vào thì mình có thể dùng kiếm tăng giảm áp lượng và tăng giảm số người chơi. Cái đây cái bộ bài này là 3 cây, ví dụ là bài này là cào, còn ví dụ như đang chơi bài liêng này là mình chơi 5 tụ bình thường nha. Cái thao tác sử dụng này rất là đơn giản, giao diện mình tiếng Việt hết nên rất là dễ dùng nha. Giờ thử cho anh em cái bộ môn chơi bài liêng này. Liêng thì chơi 6 tụ luôn đi, 6 tụ này. À, là mình chơi nè. Ví dụ như anh em chơi bài liêng thì có những chỗ dễ, hay chỗ dễ thì cho anh em chơi bỏ lá thì mình có thể dùng chức năng bỏ lá mình chơi nha. Đây, rồi, ok. Rồi, để xuống nè. Các bài nó báo liêng nè. À. Máy nó báo hai thì mình bỏ đi hai lá thôi, nhân tay bỏ đi hai lá. Bên kia mình chắc chắn mình sẽ lớn nhất nè. Nhưng mà nên lưu ý là chơi máy thì phải là theo đúng sự chỉ dẫn của máy nha. Chơi bao nhiêu người, chia bao nhiêu tụ. Ha. Đây. Chín nút lớn nhất nè. Không, báo rất là ok. Đó. Ở đây là gọi chức năng bỏ lá. Những cái chế độ chơi này là máy đã cài sẵn và lập trình sẵn nên nó là đúng chứ không có sai được hết nha. Nên nó là cái yên tâm về cái khoản đó. Cái dòng này thì anh em chơi bài thôi rồi chứ này, các bài là các bài để bài xè xè tí bằng bé bình thường nha. À, để bài xè xè tí bằng bé bình thường. Dòng máy này rất là đẳng cấp, camera độ phân giải cao. Cái bài để xè xè tí bình thường để như này, để bài bình thường nó xè xè nó báo hết này, để xuống này các bài là gì đó đó, bài xè xè bằng bé bình thường không gì hết ha. Đây là đối với cái chức năng bỏ lá thì những chỗ dễ thì chơi được, còn những chỗ khó hơn á, thì anh em đâu có thể nào chơi cái chức năng bỏ lá này được đâu đúng không? Thì anh em sẽ dùng chức năng này là gọi là chế độ báo hai tụ lớn để anh em thấy đường mà anh em chơi. Này, 6 người chia 6 tụ ha. Và chỉnh mã báo hai nhà lớn cho anh em. Đó. Trước khi chia mình đã biết rồi. Nè, để xuống này. Các bài đây nè. Đó, bài xe xe cũng là bình thường, không có vấn đề gì hết. Nè. Đó. Đó. Này, để xuống là các bài đó lên nè.
Đó. Ví dụ như thế này đi, là máy đá báo tụ đầu tiên của tôi sẽ lớn nhất và tụ thứ sáu lớn gì là biết cỡ nào mình cũng chơi nè. Là mình biết mình lớn rồi, mình thấy được mình đánh thôi. Ha. 1 này và 6 này. Đó, liên này, thấy không? Đó rất là chuẩn, thấy không? 1 này, 6 này. Đó. Rất là ok đúng không? Đó là đây là gọi cái bộ môn bài liên, bài cào đó, tính hỗ trợ hết những cái bộ môn bài liên này á, thì máy nó tính rất hay, những trường hợp sáp liên cả ba cào gì đó là nó tính hết nha. Máy nó báo tụ nào lớn thì chắc chắn cái tụ đó lớn, và mình cứ là cái đúng sự dẫn của máy thì mình sẽ chắc chắn mình sẽ giành lợi thế hơn. Đây là cái bộ môn bài ba cây, giờ tôi thử cho anh em cái loại bài tiếp theo đi. Máy này nó hỗ trợ cho anh em chơi rất là nhiều loại bài ở Việt Nam, liên cào, binh, xăm lắp, ngầu hầm, poker đó đều hỗ trợ hết ha. Giờ thử bài binh Ấn Độ hay là bài binh sập sám đi. Sập sám cái dòng máy này hỗ trợ cũng rất là ok, nó cũng là cái dòng máy chuyên để cho anh em chơi cái bộ môn bài binh sập sám. À, anh em để bài xuống các bài báo liền này, để bài xuống này, các bài ra báo liền cho anh em biết kết quả, thấy không? Rất là nhanh và hơn nữa cái góc quét rất là rộng nên em rất là dễ chơi. Để xuống các bài báo liền, thấy không? Để xuống các bài báo liền. Đó, dòng máy này rất là đẳng cấp này, để xuống nè. Mình cái vùng quét của nó là mình để làm dấu sẵn đó, mình để trong này chỗ nào nó cũng báo hết các báo liền này. Đó. Nhưng mà tôi nói luôn luôn ở đây á, là cái bộ môn bài binh sập sám á, thì máy á, gì hỗ trợ cho anh em tầm 85-90% thôi, còn 10-15% còn lại á, là do cái đường binh của anh em nữa nha. Anh em có bài đẹp bài binh dở vẫn thua bình thường thôi. Đó. Còn máy này ví dụ như anh em có thể up để ngửa bình thường nha, anh em có thể để là up lật ngửa bình thường. Cái dòng máy CVK này á, là nó trang bị camera quét góc rộng và camera hai chiều, là nó đọc hai chiều bài luôn. Còn những cái dòng máy tầm thấp á, là anh em có thể thấy là anh em ví dụ như là để bài á, thì để ngửa thì nó đọc, còn để là úp lại cái máy lại á, thì nó không đọc được nha. Anh em có thể thử máy này thì anh em có thể đặt qua đặt lại bình thường hết ha, đặt qua đặt lại úp cái này bình thường. Bây giờ sẽ thử cho anh em cái bộ môn này, bài sập sám này, máy nó báo tụ thứ ba lớn nhất nha. Đây tụ thứ ba sẽ là bài đẹp nhất này. Có cái gì đây, những cái trường hợp tứ quý bãi binh này máy tính nó báo hết nha, anh em cứ không phải lăn tăn đâu. Có cái bài này cái gì đây, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 đủ đúng không? Thùng sáng hả? Cụ thùng. Đó, theo cái đứa anh em đánh được nào. Cụ thùng. Cụ thùng. Hoặc là dương đô xì ở đây. Rồi, thế này đi. Nói chung là có nhiều đường đánh, tôi đánh thế này thôi. Rồi, tôi giờ hết các tụ hết cho anh em xem nha. Máy nó báo tụ đây là lớn nhất này, tôi sao với tụ này thử xem sao. Rồi, tụ tiếp theo nè. Rồi, tụ tích cuối cùng. Thì chứng lại với đây là tụ nó báo tụ thứ 3 lớn nhất nha. Tụ đây, cho anh em xem này.
Có nghĩa là trước khi chia mình đã biết cái tụ nó lớn tụ nó nhỏ rồi, nên nó làm mình dễ dàng xử lý hơn trong cái cuộc chơi nha. Máy này nó hỗ trợ cho nên tầm 85 đến 90% thôi, còn 10 15% còn lại do cái đường binh của anh em nữa. Mà này hai cái thùng, đó, bài này nè. Đó nên tự sao lại tụ này nè, đó tụ đây và tụ này, đó rất là ok, tụ đây lớn nhất này, không? Đó, anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu hay là muốn tìm hiểu về cái dòng máy đánh bài đẳng cấp như thế này, dòng máy đánh bài CVK 680 thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình 079 791 843 thì tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho anh em nha. Với cơ sở tôi là cung cấp đầy đủ các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa cho tới những cái bản hack game và cung cấp quy luật game ở trên di động là đều có hết nha. Còn những anh em nào mà có máy đánh bài á rồi muốn mua những cái phụ kiện á để kết nối để ngụy trang thì cứ liên hệ bên cơ sở tôi đều có hết. Những cái phụ kiện cao cấp như là cái cục sạc 5W đó, hay là những cái cúc áo camera soi mã vạch thì vẫn có hết. Anh em cần cái gì thì cứ ghé qua trực tiếp với cơ sở để xem và thử thực tế luôn. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nha. Xin chào.